con rửa nha, nó bị bụi dữ lắm á. Cô cho nó thịt cũng không hay lắm. Cho nó đâu có sâu gì đâu. In the world of color. Có sâu mà ví dụ như là phải tối, phải 9 giờ tối mới có. Mà cái này thì không có, ông không được bắt. Bắt đi, ta nói ta không đi. Xong ông nói bây giờ vậy là phải giờ kêu bác sĩ, hẹn bác sĩ đi đi khám. Mình mới kêu cho bác sĩ mình đã khám, nó hỏi là lý do gì mà mình muốn đi tuổi khai sơ mà. Thì mình phải sụm xuống luôn. Bưng đồ tôi nói không bây giờ con còn phải đi nào. Vô rồi thì ấy ghé gần bác nói tôi nhìn tôi nói no, mẹ không có chết. Nó phán cho một câu. Nếu mà như vậy thì có thể mình sẽ gạt cái này đi, thì cái này nó cao hơn thì mình dễ sợ cái thùng đồ chơi á. Bây giờ mình gạt cái thùng đồ chơi thành cái thùng ra nó đỡ. Đập qua đập lại thì sao phải để trong lòng sao chất đồ ở dưới rồi nó nằm ở trên giữa rồi quần áo nằm ở trên nữa thì nó mới không chứ gì sao đi kêu đó là cái chỗ đó là bị đạp bị đụng bị đáy này kia nọ rồi mình bưng mình để lên đó là trên đó là tụi nó chất đồ nó lên đó nữa là mình phải tạm nữa. Nhưng bây giờ để tạm thôi. Để tạm thì ok, để tạm cảm ơn để dưới giữa của sau đó thì xếp cái ba đi mình mới chứa chỗ để nha. Còn cái này thì không được. Một ngày thôi. Thiệt ra khi trong cái bỉa tôi uống cho một bà. Dạ không. Cái này là sao bệnh? Em bị cảm. Bệnh gì tư? Mà toàn uống Theanon không mà con đâu có biết. Sao mà con thấy có uống mà cứ than thở đâu mấy con hỏi thì chứ bây giờ chị sao bị cái gì? Thì nói là giống kiểu bị cúm con đưa cho cái này mới đầu ở nhà tối mà cho uống chút nước. Uống chút nước ngủ sáng dậy nó dầu cái này không có nên. Không có nên uống thuốc nhiều là cái đó là quan trọng nhé. Thế thành dị tư nghĩa là đau, nghĩa là trí tử thì mới uống thuốc, chứ còn không có cả một năm hai năm cũng không có sờ đến tay nó con là cũng biết cái nào cũng uống thuốc dị tư không có uống gì cả, dựa cũng không có uống gì cả. Dị tư không uống thuốc bổ nữa hả? Thì uống thuốc bổ thôi chứ còn những cái thuốc cảm thuốc đồ các thứ này chết thì mới uống chứ còn chưa. Con uống này ghê gớm lắm, con mày bị bệnh nó cũng con nói ông không á mà mai mốt ông chết đừng chôn để đó ai bệnh lại liếm cả ông cho ăn cơm vậy á. Dì tư với dượng là không có thành thịt ra mua cái nào bây giờ nó cũng đến nhìn đến ngày một cái là bắt đầu mang bỏ đi thôi. Chứ thì không có thì mình thiếu, thế mà mình có thì mình thừa. Giờ là nó làm mấy xăng này nó bán giá nó lên mà nó ít, nó cũng ít lại á. Chứ còn hồi đó là hai thằng đi trước ăn đó. Thấy cũng có bánh canh chua, cơm chiên, bầu hồ lô.
Wow, hello, mà sao có trứng đâu đó vậy? Bảo Bảo, cái nước trà của mình nó còn cái trà liếp tông không hay là người ấy? Yeah. Cái đó mình chỉ mua thử con cái thôi phải không? Yeah. Don't ever buy that one again. Okay. I don't like it. Một hộp là 7 gói. 7 gói nằm trong đó. Mẹ xin ăn thứ gì hết bảo. Rồi cái thằng ta chết. Bắt đầu cởi nước mình ra để ăn. Cái này là khó đi ngoài. Cái này mạch được. Con I don't like ớt. Con này là một lần. Sao? Bảo trung ở ngoài. Không có ra được cái món này.